làm lùng cả đời không bằng tiền lời lô đất. Tuy nhiên, để đi đầu tư bất động sản mang lại hiệu quả cao nhất thì không phải anh chị nào cũng nắm được. Thì ngày hôm nay Hùng có một cái bí quyết Hùng muốn chia sẻ với anh chị về 4 kỹ năng vàng để giúp cho anh chị gia tăng lợi nhuận khi đầu tư bất động sản. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đức Hùng, chuyên gia tư vấn về thị trường bất động sản ven biển Bãi Dài Cam Lâm. Và ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ với anh chị về 4 kỹ năng vàng này sẽ giúp cho anh chị gia tăng cái tài sản của anh chị khi anh chị đi đầu tư bất động sản. Và cái nội dung video này dành cho những anh chị lần đầu tiên mình đi đầu tư bất động sản, cũng như là những quý anh chị mà đã từng đầu tư bất động sản rồi nhưng mà đạt hiệu quả chưa cao. Thì ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ với anh chị về 4 kỹ năng vàng. Và kỹ năng vàng đầu tiên, thứ nhất đó là yếu tố về thời điểm. Thời điểm ở hiện tại có nghĩa là ví dụ như anh chị đi mua nhà chẳng hạn, hay là anh chị đi mua căn hộ chẳng hạn, anh chị đi mua những cái bất động sản về tiêu dùng á, thì thời điểm ở đây nó có thể hiểu là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Thì anh chị xem xét về tình hình xung quanh, môi trường sống xung quanh nó như thế nào, nó có ồn ào, nó có náo nhiệt hay không, nó có văn hóa hay không, nó có yên tĩnh hay không. Đó là yếu tố về thời điểm khi anh chị đi mua nhà và mua căn hộ để ở. Còn thời điểm khi anh chị đi mua bất động sản để đầu tư, ví dụ như anh chị đi mua đầu tư về đất nền, thì cái thời điểm này giá nó có đang ở đỉnh sống hay không, hay là đang ở đấy, hay là thị trường đang đi ngang, đúng không quý anh chị? Đó là mang yếu tố về thời điểm. Và cái lý do thứ hai đó là về cái vị trí, đúng không? Trong đầu tư bất động sản có một câu nói rất là hay, đúng không? Vị trí. Nếu như một bất động sản ở đầu đường giá nó sẽ khác, ở giữa đường giá nó sẽ khác, và những cái đường mà đường cục, hẻm cục giá nó sẽ khác. Ví dụ như những trong một bất kỳ một cái dự án nào, những cái vị trí mà lô gốc hai mặt tiền giá nó sẽ khác. Và cái giá ở đây có thể hiểu là khi anh chị đi đầu tư thì nó có một câu nói là lời ngay khi mua. Thì cái giá mà khi anh chị đi đầu tư, anh chị hãy xem xét cái giá hiện tại đang bán đó là cái giá đang tốt so với thị trường hay chưa, hay là anh chị cần phải những kỹ năng, ví dụ như kỹ năng là chúng ta đàm phán thương lượng để giúp cho anh chị có một cái giá tốt nhất khi anh chị đi đầu tư bất động sản. Cái kỹ năng thứ ba đó là phải biết điều tra về cái tính pháp lý của cái vị trí này, đúng không? Cái pháp lý nó cũng là một yếu tố quan trọng để giúp cho anh chị, nó ảnh hưởng tới cái giá, quyết định tới cái khả năng thu lại lợi nhuận của anh chị. Nếu như một cái bất động sản trên một cái tuyến đường, những cái bất động sản mà có pháp lý rõ ràng, nó có sổ đỏ đầy đủ thì giá nó sẽ khác. Còn đối với những cái bất động sản mà vi bằng, những bất động sản giấy tờ tay, đúng không? Thì nó mang lại nhất những cái rủi ro dành cho anh chị, giá có thể thấp hơn là một nửa hoặc thậm chí là 1/3. Nhưng mà nếu như anh chị chưa có kinh nghiệm nhiều, nếu như anh chị mua phải những cái bất động sản mà pháp lý nó chưa có sổ đỏ thì mang lại sự nguy cơ và rủi ro dành cho anh chị. Ví dụ như rủi ro về tranh chấp, rủi ro về chồng tranh lắng lên, đúng không? Và khi anh chị càng huy động vốn, đúng không, để phát triển về việc kinh doanh, sản xuất, buôn bán của anh chị thì đó cũng là một sự thiệt thòi dành cho anh chị ha. Và lý do thứ tư đó là những cái yếu tố về tiềm năng tăng giá, đúng không ạ? Những yếu tố về tiềm năng tăng giá, ví dụ như khi anh chị đi đầu tư bất động sản một cái vị trí đây, đúng không? Thì anh chị tìm xem xung quanh đó thì nó có những yếu tố nào gia tăng cái giá trị của anh chị hay không. Ví dụ như anh chị là mua giá là 12 triệu một mét vuông thì nó có những cái yếu tố nào nó làm gia tăng lên là 15-20 triệu một mét vuông. Ví dụ như là nó có gần cao tốc hay không, nó có gần một cái dự án nào hay không, nó có gần một cái ông lớn mà chuẩn bị quy hoạch một cái công trình gì đó hay không, nó làm thay đổi cả hạ tầng cả khu vực này, làm cho thúc đẩy cái giá trị gia tăng bất động sản dành cho anh chị. Đó là 4 kỹ năng vàng mà Hùng muốn chia sẻ cho anh chị. Thứ nhất đó là kỹ năng về, anh chị phải biết là chúng ta phải có những cái kỹ năng về đàm phán thương lượng về giá ha. Cái thứ hai đó là anh chị hãy xem xét là cái vị trí đất của mình đó nó có tốt hay không, cái vị trí này nó có mang lại những sinh lời gì hay không. Cái thứ ba đó là về cái tính pháp lý, là pháp lý đã có đầy đủ chi tiết cụ thể và rõ ràng cho anh chị hay chưa. Là và lý do cuối cùng đó là về cái tiềm năng tăng giá, là cái yếu tố nào thúc đẩy giá trị gia tăng bất động sản cho anh chị. Khi anh chị nắm và thuộc lầu 4 cái kỹ năng thì chắc chắn anh chị sẽ đi giành thắng lợi rất là nhiều. Bất cứ anh chị đi đầu tư ở khu vực nào, bất cứ cái khu vực nào, hay là cái loại hình nào khi anh chị đi đầu tư bất động sản, anh chị cũng sẽ đều giành thắng lợi. Nếu như quý anh chị có quan tâm đến cái thị trường bất động sản khu vực Cam Lâm, hoặc là cần Hùng hỗ trợ thêm thông tin gì về đầu tư bất động sản, có thể là kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349. Và đừng quên ấn follow kênh của Hùng nha, Nguyễn Đức Hùng Official, thì anh chị sẽ là những người sớm nhất, nhanh nhất nhận được những thông tin thị trường cũng như là những cái cơ hội đầu tư từ Hùng. Xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.